Tư thế chiến binh 1, Warrior 1. Bước hai chân về phía đầu thảm. Hai tay đặt trên hông. Bước chân trái về phía sau. Hai gót chân nằm trên một đường thẳng. Tay trái đặt sau hông trái, đẩy hông trái lên phía trước, cho hai hông cân bằng và đều hướng về phía đầu thảm. Thẳng gối trái, đạp gót chân trái xuống sàn. Từ từ hạ thấp cả hai hông xuống, co gối phải lại. Hít vào, đưa hai tay lên trời. Mở ngực nhìn lên, thẳng tay. Vai ra tay. Thở ra, hạ hông xuống, siết cơ bụng. Rốn ra đùi, mắt nhìn lên. Đặt hai tay lên hông, hít vào bước chân trái lên phía trước, thở hết ra, hạ vai xuống, chúng ta đổi chân, bước chân phải về phía sau. Hai gót chân nằm trên một đường thẳng, mũi chân trước hướng về phía đầu thảm, bàn chân sau xoay 45 độ, thẳng gối sau. Đạp gót chân sau xuống sàn. Tay phải đặt sau hông phải, đẩy hông phải lên phía trước. Từ từ hạ thấp cả hai hông xuống, co gối trước. Hít vào, đưa hai tay qua đầu. Mở ngực và nhìn lên. Hạ thấp vai. Thở ra, hạ hông xuống. Siết cơ bụng, nâng rốn ra đùi. Chiến binh 1.